Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nhé. Thì mai thì em quay lên cho các bác là một bộ chiếu đôi của Cẩm Hồng. Thì cái bộ này là hàng khách đặt này, nhưng mà tại vì nói chung là khách đặt xong mà không biết vì lý do gì đấy mà khách không lấy nữa, thì hôm nay em đăng lên cho các bác này. Tại vì hàng khách đặt nên là hàng này ở rất là chuẩn nhé, hàng này ở rất là chuẩn luôn. Hiện tại là kích thước nó đang rộng là 1m90, dài 17 và dài là 3m20 đấy. Nói chung bộ này thì khách em đặt thì nó thì cũng rất là tâm huyết, nhưng mà cũng không biết sao mà lại không lấy nữa. Thì cái đấy thì em cũng không có hỏi khách nữa. Đây, bộ này thì hàng khách đặt thì nó rất là ok luôn, hàng chuẩn bìa đấy, hàng chuẩn bìa này, hàng chuẩn bìa chất liệu là gỗ cẩm. Điều đặc biệt nữa nha, điều đặc biệt nữa là chân là chân cùng gỗ luôn, mà chân đục. Đấy, chân đục mà chân nghiêng khối luôn, chứ không phải là chân bốn cái trụ anh em nhé. Tiền của bộ chân này không mà đã 10 triệu trên 10 triệu rồi. Đó, tiền của bộ chân này không ấy, là các bác đủ biết là khách là nó tâm huyết cỡ nào, là khách đặt bộ này là tâm huyết cỡ nào mà lại không lấy nữa. Nên là bây giờ khách bỏ cọc ấy, nên là cái bộ này lúc mà khách đặt là khách đặt cái bộ này là em bán 75 triệu, nhưng mà khách cọc thì em là 5 triệu, mà bây giờ khách bỏ cọc không lấy nữa thì bộ này thì em để cho các bác là 65 triệu là ship tận nơi cho các bác luôn đấy. 65 triệu là bán ship tận nơi cho các bác luôn. Hàng vân trụ cũng rất là đẹp nhé, hàng vân trụ cũng rất là đẹp luôn. Tại vì cái bộ này đang để trong xưởng nên là nó hơi tối một tí nữa, quay nó không có được rõ cho lắm. Nhưng cái bộ này nếu mà ở ngoài sáng thì nó rất là đẹp luôn, tại vì cái trong xưởng này nó hơi là tối. Còn cạnh thì em để thoáng luôn, không có bê ùn nữa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhé. Chân độc giá chỉ 65 triệu bộ này thôi, 1m9 dài 3m20. Hàng nói chung vân chung rất là đẹp, một hàng chuẩn bìa luôn nè. Các bác có thể nhìn thấy đầu vân đi ngang, sơ vân đi ngang rất là đẹp luôn. Đấy, giá chỉ 65 triệu là bán ship thôi. Tại vì của Cẩm Hồng đợt này giá nó rất là cao nó các bác. Nếu mà hàng đặt mà một bộ như thế này, bình thường nếu mà các cơ sở khác nữa, nếu mà tính cả chân đục nha, chân đục như cái chân này mà đặt ở các cơ sở khác là không bao giờ giá dưới 75 triệu bộ này. Đấy là chắc chắn luôn. Tại vì đợt này của Cẩm Hồng thì nó rất là cao, chứ nó không có thấp như ngày xưa nữa. Đấy, đây này, bạn có thể nhìn thấy hàng nói chung thì rất là ok luôn, băng đeo rất là đẹp luôn. Này, đầu là hàng chuẩn biển. Thấy chân thì chân cùng gỗ luôn, chân cùng gỗ, chân đục cho các bác nữa, chân nghiêng khối luôn nhé. Đấy, bác nào mà bộ này chân nghiêng khối luôn thì nói chung thì cái chân này khách đặt thì em mới làm nhé. Tại vì cái bộ chân này rất là tốn chi phí luôn, rất là tốn gỗ và tốn chi phí. Nói chung là nhiều lúc làm bộ chân này thế này cũng không phải có gỗ mới làm được nhé, chứ tại vì là thừa gỗ thì mới làm thôi, chứ còn nếu mà không có gỗ thì cũng không làm được, có đặt cũng không làm được bộ này đâu. Tại vì nếu mà làm thì phải cắt từ những cái bộ sập ra thì nó rất là tốn tiền đấy. Còn cạnh thì đầu cạnh là chưa có khoảng cầm gì hết đấy. Bác nào nếu mà quan tâm tới bộ này thì liên hệ trực tiếp qua số Zalo 033 33 8879 nhé. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nhé.